Ở phần trước, mọi người đã theo chân anh Giang, Ngọc Hoa và mình lên thuyền đi ra đầm để lấy cá và hàu. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau nấu ăn dưới mưa. Mọi người hãy cùng xem ba anh em vượt qua những khó khăn, thử thách của thời tiết này như thế nào nhé. Okay. Rồi, như vậy là thưa quý vị thân mến, là sau nhiều giờ lên trên sóng nước, yeah, chúng tôi cũng đã bị bệnh rồi. Quá tuyệt vời rồi, thì bây giờ là cần một cái gì đó nóng ấm cho cơ thể. Đây là lẩu măng chua nấu với lại cá nâu nước mặn, cá nâu biển tuyệt vời. Vô đấy, phải làm phải kè nó lên. Ôi gì nó chưa đủ kè hả? Chưa. Chào, mình bóp bóp đi anh. Bóp đi. Cắm bên trái này, cắm bên trái này. Dạ dạ để em ạ. Để. Lần đầu tiên trong đời em ăn một con cá mà mới bắt. Đúng rồi. Dạ. ba là nghĩ vậy. Ba nghĩ tính của anh ơi. Ba là nghĩ vậy. 1, 2 rồi. À, đây. Ba lần như vậy. Đã câu hỏi ba lần đó là 3 lần. Dạ. Tê tái. Vừa đi Đà Nẵng lại hả? Thôi trong vườn hãy bên đi. Dạ. Có xe chở vô Đà Nẵng chưa? Dạ có. Thế nào? Xe tại mình đã quay xong và bây giờ xe đoàn đã chở mình về tới khách sạn của mình. Đây là khách sạn của mình, mọi người nhìn có một cái kênh luôn nha mọi người. Nè, nhìn bên đây nè, rất là đẹp luôn, nhìn giống Phượng Hoàng Cổ Trấn. Ờ, đúng không? Đúng không? Đi hẳn hay đi hẳn? Chị các chị nói em là gì? Ủa, em là gì? Chị nói em là ốc với sầu riêng. Sao biết anh, chị nói em là ốc với sầu riêng nè. Rồi ơi, xin chào mọi người, đây là Minh Vợ nha mọi người. Mấy bạn chửi ăn người bây giờ nhìn ra tới hũ tạp luôn rồi mọi người ơi. Hết rồi. Từ khi ra tới Đà Nẵng là Nhân đã đổi thành chị Cano, đã được mọi người cho đổi một cái thân phận khác, một cái gọi là nội dung khác cho ông luôn. Nội dung khác, cái nội dung hoàn toàn khác luôn. Hôm qua là bà Mỹ Xúc, rồi bây giờ tới ốc với sầu riêng luôn rồi. Đây là phòng mà ekip đã book cho mình nè. View biển đẹp lắm luôn, nhưng mà mưa lớn quá cho nên là mình không có quay cho mọi người coi được. Video về một ngày quay show trong mưa bão tới đây là hết rồi. Mình còn một chiếc vlog quay một ngày đi vòng vòng Huế mộng Huế mơ nữa. Cả nhà đón xem nha. Bye bye. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.